Sẽ có đôi lời gửi đến tất cả quý vị đang có mặt ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Chuyện thành công tốt đẹp. Xin mời cảm ơn rất nhiều. Đó là những chia sẻ của đạo diễn cùng với đại diện nhà sản xuất. Chắc là bây giờ mình cũng sẽ đến với. Xin chào tất cả đơn vị truyền thông báo chí, tất cả các quý vị khách mời đang có mặt tại buổi họp báo Người Mặt Trời ngày hôm nay ạ. Trời, mọi người cầm điện thoại quay dữ quá, em không nghe thấy mọi người vỗ tay ủng hộ cho Người Mặt Trời ạ. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau một năm khi kể từ ngày mà Chi chính thức nhận lời này, rồi cùng với tất cả ekip của Người Mặt Trời để làm nên bộ phim này, thì tới thời điểm này Chi cảm thấy cực kỳ tự hào và cũng rất là hồi hộp để đón chờ ngày ra mắt chính thức của phim Người Mặt Trời. Vì Chi biết rằng là đây là một bộ phim mà mọi người từ những khâu chuẩn bị có được những cái con người rất là tâm huyết, những yếu tố cực kỳ là gọi là number one của Việt Nam đang có mặt trong ekip này để có thể cùng tạo nên một bộ phim tuyệt vời. Nên Chi mong muốn rằng với tất cả những cái nỗ lực đấy thì sẽ nhận được sự ủng hộ cũng như quan tâm nhiệt liệt từ tất cả anh chị báo chí cũng như là tất cả quý vị khán giả quan tâm đến bộ phim Người Mặt Trời ạ. Mong là mọi người sẽ ra rạp và ủng hộ review cho phim thật nhiều nhé ạ. Mà ý em là review tốt cho phim thật nhiều nhé ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn Chi Vu và xin mời Thủ Nguyễn ạ. Em xin được gửi lời chào đến các anh chị báo chí truyền thông cũng như là các người khách quý đã có mặt ngày hôm nay. Cảm xúc của em ngày hôm nay cũng rất là vui, mặc dù mấy hôm nay cũng đi làm rất là nhiều và hơi mệt. Hồi nãy em phải cảm ơn âm thanh của chương trình mình. Hồi nãy nhạc lên một cái em đứng dưới đây em nổi da gà luôn. Thì em có một cái suy nghĩ như thế này, không biết là em có bị ảo hay không nữa, nhưng mà em thấy có cảm giác như là thời mình đang tới rồi. Dạ. Dạ. Tân phim có một phim đang chiếu ngoài rạp và ngày hôm nay là showcase. Và em hy vọng cả hai phim đều được ủng hộ và được mọi người yêu thương rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn Thầy Nguyễn. Dạ. Và tiếp theo xin mời Trần Ngọc Vàng ạ. Dạ, em xin chào toàn thể tất cả các anh chị đang có mặt ngày hôm nay. Chào các anh chị báo chí, truyền thông
đã dành chút thời gian tới buổi công bố dự án Người Mặt Trời của tụi em. Em nghe anh Hai nói về cái chuyện như Hào Quay rồi đó, em cũng ao ước mình cũng muốn giống như anh Hai như bây giờ. Đây là một bộ phim mà sau 3 năm thì em mới có cơ hội và có dịp đứng đây để có thể gặp lại tất cả các anh chị báo chí truyền thông cũng như là các cô chú anh chị em trong nghề. Hy vọng bộ phim sẽ làm cho cả nhà cảm thấy vui vẻ và mong cho buổi ra mắt dự án ngày hôm nay thật là thành công trọn vẹn. Em cảm ơn. Cảm ơn bà Sư Lê Đình Thảo. Một lần nữa mình được đứng ở đây và mình cảm thấy thực sự rất là may mắn vì có mặt ở trong ekip của bộ phim Người Mặt Trời ạ. Hy vọng là quý anh chị sẽ ủng hộ cho tụi em ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi, và đó chính là những chia sẻ đại diện cho dàn diễn viên gửi đến cho tất cả quý vị đang có mặt trong buổi họp báo của chúng ta ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì anh Timothy Linh Bùi cùng với nhà sản xuất anh Trần cũng đã có những lời chào đến với tất cả quý vị. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi một lần nữa rất cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đến đây và đồng hành cùng với sự kiện công bố. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và đến với tất cả quý vị, chúng tôi cũng mong rằng